Hello, xin chào các anh chị ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh chị cái phần quảng cáo của GoShopping mà tạo tài khoản ở chế độ là tiết kiệm chi phí ha, ra được cái giá trị đơn hàng. Trong cái phần này thì mình sẽ tạo mọi người đợt trước mình hướng dẫn mọi người tạo một chiến dịch quảng cáo và GoShopping theo dạng thông minh, tức là mình sẽ đỡ cho Go làm hết mọi thứ. Chúng ta không cần làm gì hết. Nhưng mà đâu đó thì nó vẫn có những cái trường hợp là một số sản phẩm á nó không ra được chuyển đổi. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh chị tạo một cái quảng cáo Google Shopping sao cho nó chạy, nó tiết kiệm chi phí nhưng mà ra vẫn ra đơn bình thường ha. Trước khi thì mình sẽ xem cho chị xem một vài cái đơn hàng ngày hôm nay và vài sản phẩm mà mình đã chào được khách hàng ha. Ok. Anh kênh gì ha, anh chị sẽ xem cái hình ảnh mình đã ở đây. Thì hôm nay là mình đã xem cái một cái khách hàng mình đã làm theo dạng là mình quảng cáo đúng cái đối tượng tiệp khách hàng à, đây là cái đơn ngày hôm qua này, đây đơn hôm nay đó anh chị ha, mà kênh đơn ngày hôm qua này ha. Thì trung bình là mỗi ngày có một đơn ha, mà thì có thể là ngày có nhiều đơn hơn, nhưng mà mình sẽ cho anh chị một cái, đây là sự thật và cái quảng cáo Go Shopping chứ không phải là sự ảo, là người ta nói ngàn đơn thì mình không biết, nhưng mà với những cái ngân hàng như vậy thì nó là một cái sự thành công lớn với chi phí thấp, một ngày đâu đó vài vài chục ngàn và nó cũng ra vẫn ra đơn được chúng ta ha. Mình sẽ mời anh chị xem vào cái chiến dịch này, rồi sau đó mình hướng dẫn anh chị là cách nào đỡ lập cái một cái website. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm thì ta lập một đối tượng thôi. Ok ha, ok rồi mình quay lại cái chiến dịch này. Đây là một cái tấm cơ mà bán ngày qua của một cái khách hàng chạy mặt in ha. Thì đây là một cái tiệp khách hàng mình chạy đúng cái đối tượng luôn. Nếu anh chị mà xem cái trang lưu của mình á, đây là trang lưu của mình ha, thì có rất nhiều cái sản phẩm. Đó, nhưng mà mình hôm nay mình làm một cách gì cách nào đó chạy một tiệp khách hàng thôi, không phải chạy tất cả các khách hàng ha. Thì anh chị xem đây ha, ở đây phần sản phẩm này thì trong đây có một cái sản phẩm là mặt in, ở đây mình sẽ xem ha, mặt in ha. Ok đó, mặt in thì nó đâu đó nó khoảng chứa có 126 cái mẫu đó. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có đơn để mình làm ơn chị là cái phần đơn ở đây rồi ha, có đơn mặt in thì mỗi ngày ha. Ok chưa? Đây là sự thật nha, mình không nói dối được. Ok, rồi. Trong thống kê 7 ngày này á, thì cái trang web này nó có đâu đó là khoảng là 248 lượt truy cập và cái số lượng thì là 26.000. Nếu anh chị lấy cái số thì chia ra truy cập thì ra cái CV trung bình là 0.9 cộng 1 ha, rất là cao. Ở đây là từ khó này, thì xem nha. Cái cụm từ tìm kiếm á, thì nó rất là nhiều, nhưng mà nếu từ khó thì ở đây không có anh chị ha, trống lỏng luôn. Thấy chưa? Còn từ khó thì không có, chỉ có cụm tìm kiếm thôi. Trong này nó không có tab từ khó, tại vì nó là quảng cáo tìm kiếm động. Thì khi mà chị xem đây thì thấy rằng là từ khó này đúng đúng đối tượng khách hàng luôn, chị thấy chưa? Nó chạy đúng như từ mực in, từ mực in HP K5 gì đó. Và chúng ta tìm một cái tìm khách hàng mà với một chi phí rất là thấp, để chúng ta chạy được cái target này. Rồi anh chị đã xem qua được cái phần gọi là cái quảng cáo của Shopee rồi, hiện thế nào ha? Mình sẽ sẵn chị diện này. Ví dụ như mình sẽ sập một từ khóa bất kỳ như là mật HP ha, ở đây là mật in này, mật in HP 23056, ta sập từ khóa này đó, chúng ta sập đây thì quảng cáo này nó xuất hiện ở đây ha. Ok rồi, rồi ta sập mật là mật in sao đi đó, xem đó thấy chưa, đây là quảng cáo của mình này ha. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cách nào đó cài đặt một cái chiến dịch quảng cáo và ta lập cái phần sản phẩm ra trong một cái kho, trong cái chúng ta có rất nhiều sản phẩm thì ta lập được. Trước hết đó là anh chị phải động tới một cái tài khoản Google Merchant ha. Ok, chúng ta quay lại Google Merchant. Nói phần này thì anh chị cố gắng là xem đi xem lại cái video này, cái video mà rất là dài, tại vì mình phải nói từ cái nguyên nhân, từ cách cách cài đặt thì nó mới ra được cái phần kết quả anh chị ha. Ok rồi, mình sẽ cài đặt chiến dịch ha, gì ha. Ok, chúng ta cài đặt chiến dịch nào. Rồi chúng ta sẽ vô phần là chiến dịch đây ha, phần là tất cả chiến dịch, sau đó ta tạo một chiến dịch mới ha, tạo cái mới, sau đó tạo chiến dịch mới nè đó. Rồi chúng ta chọn một trong những cái thuộc tính này ha, hay ta không chọn nào tiếp tục vẫn được ha, nhưng mà đối với 10 á, thì 10 hay chọn cái thuộc tính là khách hàng tiềm năng để cho nó phân phối cái quảng cáo tốt hơn. Ok rồi, ta chọn là quảng cáo mua sắm ha, rồi sau đó chọn thì ở đây load ra cho chị là cái account nào đang chạy ha.
Ok, chúng ta sẽ chọn là đây là nó gọi là chiến dịch mũi chuẩn ha, đang tiếp tục. Rồi, ta đặt tên dịch ha, chúng ta gọi là chiến dịch, ví dụ như hôm nay mình sẽ nói là vòng chuỗi chẳng hạn đi. Ha, ok, mình sẽ chạy cái chiến dịch là vòng chuỗi. Ở đây á, thì ta đã chọn là tối đa hỏa lực truy cập gì ha. Và nhắn cái đặt giá thầu ở đây ta đặt tối đa nó ví dụ như đặt là 500 thôi, không còn nhiều hơn anh chị. Ta đặt anh chị có nhiều tiền thì chọn 1.500 chẳng hạn. Đó, mình thì chọn 500. Mình thích một ngày là khoảng 500 ngàn hoặc là 500 ngàn đi. Ok. Ok ha anh chị, 55 ngàn, ok rồi. Và ta chọn cả hai này luôn anh chị ha. Ta chọn cái vị trí xuất hiện quảng cáo của ta. Đặc biệt trong này anh chị nhớ rằng là trước mình hướng dẫn là cái chỗ này, có một cái chỗ là đây. Anh chị chọn cho mình là cao ha. Có một chỗ đây là cái phần là tối ưu hóa chiến dịch. Đó thì chọn là cao. Trong mục này ta đi luôn, trong mục ở đây quốc gia. Nếu anh chị muốn quảng cáo Hồ Chí Minh thôi thì anh chị chọn vị trí và tôi chọn là Hồ Chí Minh ha. Hồ Chí Minh thì ở đây có hai phần Hồ Chí Minh đó, nếu mà chữ Hồ Chí Minh như vậy, thành phố Hồ Chí Minh này là tỉnh, à xin lỗi, nội thành, đây là nội thành này đó, còn chữ Hồ Chí Minh thứ hai, chữ Hồ Chí Minh thứ hai cái này gọi là ngoại thành ha, cái ngoại thành chị ha, chọn luôn. Rồi sau đó anh chị nhớ là mình đã hướng dẫn bài video trước đó, rất nhiều video mình hướng dẫn là mình đã chọn cái phần này, chọn một cái này ha, sự hiện diện ha, không chọn mối quan tâm. Ok, và ta đặt cái ngày kết thúc ha, nếu mà chúng ta quảng cáo thì ta đặt kết thúc khoảng tầm trên 2 tháng là ok. Rồi ta nhấn tiếp tục. Rồi ok gì ha, đặt tên nó là gì ha, quảng cáo và vòng chủ chẳng hạn ở đây ha. Ok rồi chúng ta đánh vào luôn. Rồi anh chị, quảng cáo chúng ta đã xong anh chị ha. Bây giờ cái bước bước hôm nay là bước rất quan trọng, cái bước này là cái bước chính của video hôm nay, anh chị để ý ha, các bạn để ý, ta click vào đây, ta chọn dấu cộng, à xin lỗi, dấu cộng ở đây anh chị ha, dấu cộng ở đây, sau đó ta chọn cái loại sản phẩm, ta chọn là nhãn hiệu, ok chưa, thì thấy rằng là ở đây có rất nhiều cái nhãn hiệu khác nhau và với số lượng sản phẩm nhau, ví dụ như mình đang chạy là vòng chuỗi phong thủy đây thì ta có thể chọn, mình chọn cái và là VIP đó, sau đó ta là chọn để thì gọi biết rằng là trong một trang web của mình đó, nó có đâu đó 5.000 sản phẩm ha, thì mình không thể chạy hết 5.000 sản phẩm được, mình chạy một số sản phẩm thôi, thì làm sao chọn được là vòng chỗ VIP ha, thì mình chọn xong cái đã, là chút xíu mình sẽ hướng dẫn tại sao có chữ này ở đâu đó, nhấn nút là lưu. Ok, sau đó ta chọn chỗ này, ta chọn là loại trừ, như vậy thì nó sẽ chạy tất cả sản phẩm của cái có cái tiệp cái nhãn hiệu tên là phòng chuỗi chống VIP, đó là những cái sản phẩm mình đang muốn chạy ở đây thì ha, ở đây mình đưa lại ha, ok click ở đây ha, và ta click ở đây tất cả sản phẩm đó, thì anh chị đấy nè, nó kéo xuống thì có một sản phẩm đó, nó sẽ không có, nó mình sẽ click ngược lại một cái thì nó sẽ có sản phẩm là gì, nó bị từ chối, lý do gì là nó bị lớp phủ gì đó, nhưng mà số sản phẩm là sao, là nó sẽ bị trường hợp này nữa đó. Thì chúng trong video sau á, mình sẽ hướng dẫn chị xử lý một vài tình huống liên quan tới lỗi khi mà phong phát quảng cáo. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần gọi là làm sao đó lọc được cái tiệp khách hàng này, làm sao đó chọc được cái tiệp khách hàng, là chúng ta phải lọc được những cái sản phẩm ta cần quảng cáo thôi đó, thì đỡ làm được chuyện này á, anh chị phải vô cài đặt mà vô cái phần gọi là ta mất tiêu là mà kiểu mất tiêu đây, ok Google Merchant Center ha. Rồi, và ta đã đi đến cái sản phẩm đó. Rồi, ta đến sản phẩm, ta chọn phần sản phẩm này. Ta chọn phần nguồn cung cấp dữ liệu. Chị ha, chọn đây luôn. Ok, rồi. Chúng ta vô đây á, chúng ta sẽ tìm thêm một vài cái nữa. Chị ha, những cái nữa sao? Ta tìm thêm một cái mục có tên là phong thủy. Đây là do cái trang của 10 á, là nó có khá nhiều sản phẩm. Thành mình tách từng hạng mục ra để mình chạy quảng cáo thì nó sẽ dễ quản lý hơn. Ta nhấn nút chỗ này gì ha, chỗ này nhớ này nha anh chị ha, nhớ mở lớn lên nha, đang lớn lên chút cho mọi người nhìn thấy được đây này ha anh chị ha, lúc này nhấn nút mở ha, mở thì nó sẽ mở cho anh chị xem được một cái Google Sheet. Trong Sheet này á, có một cái tab gọi là nhãn hiệu ha, và anh chị chọn cái nhãn hiệu nào đã đưa tên gì, thì trong cái phần clip ở trong này anh chị thấy rằng ở đây nếu mà mình chọn cái phần này, mình sẽ cho anh chị xem nhanh bằng cách là chọn tất cả, mình filter cái này đó, thì lúc đó mình click cho đây, nó có hai nhãn hiệu là VIP và bình thường, nhãn lý VIP ok thấy chưa đó, VIP thấy chưa đó, còn nếu bình thường thì nó chỉ bình thường, cả hai bình thường đây
nó không chữ bình thường, anh chị thấy chưa? Nếu mình chọn cái hai á, ok ha, thì anh chị kéo xuống này, kéo xuống này, kéo xuống này, nó có một số cái này, thấy chưa? Thì sản phẩm có sản phẩm thì VIP thường, tại vì mình đang muốn là tối hóa chuyển đổi, tức là gì, những sản phẩm nào với giá trên 300 ngàn thì mình chạy quảng cáo, còn dưới 300 ngàn thì mình chỉ chạy quảng cáo miễn phí thôi. Đó, thì quảng cáo miễn phí nằm ở đâu thì hôm sau mình sẽ nói video sau. Mình sẽ nói hôm nay là anh chị làm sao để có chữ này. Anh chị nhớ rằng là lúc nãy mình có sọt cái chỗ này là quảng cáo chọn những cái tiệp khách hàng nào. Đây. Nào, và lại chút xíu nha, và lại chút nhóm sản phẩm đây. Đây. Đó, mình tiệp chọn những cái nhãn nào có chữ phong thủy VIP. Chị để ý nhìn lớn nha, mở lớn anh đi xem ha. Ok. Có chữ VIP anh chị thấy chưa? Thì như vậy thì mình muốn làm đó thì mình vô đây, mình thêm chữ đó vô đây với cái cột là nhãn hiệu ha, thì nó chạy được cái đó. Thì giống như cái trang để mình demo anh chị xem, bây giờ mình sẽ demo anh chị xem là cái phần gọi là cái phần mực in á, thì mình sẽ làm sao. Đây mực in anh chị xem ha, mình xem cái mực in này, mực in mất tiêu rồi, mực in đây anh chị mở lên này anh chị ha. Thì hồi nãy á là lúc mình chạy cái dịch kia đó, mình cho anh chị xem cái đường hàng là cái nhãn hiệu là mực in, mình có dịch riêng nó chạy cái mực in đó ha. Mình sẽ mở cái quảng cáo anh chị xem vào đó nha. Ok, đợi chút xíu. À, ok, nó mà lớn nghe. Ok, nhưng nhỏ quá anh chị không thấy. Đây. Gì thế hả? Thì cái nhãn hiệu này nè, nó có chữ mực in. Đó, chúng ta quay đây. Đây anh chị, khi ta đến phần nhóm các nhóm sản phẩm á thì nó sẽ có hai cái tab, thì thấy rằng là tôi từ chối tất cả mọi thứ và tôi chạy hai cái tiệp khách hàng là có nhãn là mực in thôi. Thì trong cái phần này á, nếu anh chị vô xem chi tiết phần này á, ở đây ha, thì mình sẽ thấy rằng nhãn hiệu á thì có nhãn mực in nè, thấy chưa? Mực in thấy chưa? 246 sản phẩm. À xin lỗi, 146 sản phẩm có 246 lít. Ha. Ok chưa anh chị? Thì anh chị thấy rằng là gì? Việc mà chạy quảng tạo một cái phần tạo một cái quảng cáo với một cái nhóm mà ta định vị theo sản phẩm chúng ta thì nó rất dễ dàng. Nó tăng cái lượt chuyển đổi, chứ là không nhất thiết là tất cả sản phẩm trên trang web chúng ta đều quảng cáo hết. À, các loại sản phẩm chúng ta không muốn quảng cáo và ta chọn theo cách là quảng cáo thông thường, ta lập được đối tượng này. Ha anh chị ha. À, xin chào tạm biệt anh chị. À, nếu mà anh chị có nhu cầu làm quảng cáo Google Shopping hoặc là hướng dẫn cài đặt hoặc là hướng dẫn về làm sao để tối ưu cái quảng cáo Google Shopping thì cứ gọi cho Mười theo số điện thoại ở trên màn hình này ha. Là số điện thoại của Mười ha. Đây 0908 134 772 và công ty Nhân Mỹ là website là nhânmỹ.com. À, nếu anh chị đã xem tới video tới thời điểm này thì cũng subscribe kênh của mình và nhấn hình quả chuông. Tức là anh chị vô cái chỗ này này ha. Trang web của mình và dấu này có một cái đoạn như này ha. Ok, mình sẽ cho anh chị xem. À, anh chị đã vào cái kênh của Nhân Mỹ ha. Đây là kênh của Nhân Mỹ. Sau đó anh chị nhấn nút đăng ký ha. Và mình sẽ đang mời anh chị xem là một cái series gọi là tất cả các giáo trình mình sẽ hướng dẫn về Google Shopping cho anh chị ha. Ok chưa? Rồi, thì cái này anh chị chỉ cần nhấn gì? Nhấn là đăng ký ha. Và nhấn luôn hình quả chuông này để theo dõi tất cả. Ok chưa? Rồi ok chị ha, nhấn tất cả luôn. Đó là anh chị đã nhấn cái phần ấy mình xong, phần đã đăng ký kênh. Đó, mình sẽ update anh chị những cái video mới nhất và hướng dẫn về Google Shopping. À, xin chào tạm biệt anh chị ha. Và hôm nay thì mình rất vui là khi anh chị đã xem hết video đến giai đoạn cuối cùng này. Chào tạm biệt. À, nếu anh chị có khăn gì về cái Google Shopping thì cứ gọi hoặc là Zalo cho 10 theo số trên màn hình này. Xin chân thành cảm ơn.